Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Hoàng Bán Tiên của tác giả Nhĩ Nhã, giọng đọc Lãm, tập 23. Tư Đồ không đành lòng để Tiểu Hoàng phải đau thương. Phương pháp duy nhất để y không phải gánh chịu khổ sở là không giết Tề Dịch, cũng không gặp lại Tề Dịch nữa. Còn việc hắn phải làm đó là phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn đối với hắn là chuyện khó làm bậc nhất, bởi vì hắn là Tư Đồ, hắn việc quá gì phải nhẫn nhịn. Đang suy nghĩ rối bời, Tư Đồ thoảng nhiên vỡ lẽ. Với hắn, Tiểu Hài Tử đã trở thành người còn quan trọng hơn cả chính bản thân mình. Nếu cách thức chỉ có một, vậy thì phân vân làm chi nữa. Tư Đồ chọn không để cho Tiểu Hoàng phải đau thương. Hắn gạt đi nước mắt của Tiểu Hài Tử, dắt lấy tay của y quay lưng cất bước. Nhìn hai người họ đi xa dần, Chu Long nhìn qua Tề Dịch, vẻ mặt có hơi ngập ngừng. Tề Dịch khoát tay ngăn cản, khẽ thở dài một hơi. Quên đi, hành động cứ như bình thường, không thay đổi, không được làm khó Hắc Vân Bảo. Lệnh cho mọi người tản ra cả đi rồi, Tề Dịch lại đứng đơn độc bên hồ sen như cũ mà ngẩn ngơ. Nhân sinh chuyển dời, sao mà tương tự. Ông ta thật sự không nghĩ được vì sao một người như Tư Đồ sẽ nhẫn nhịn. Tựa như năm xưa, có thể nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Có một kẻ ngay cả chuyện tranh đoạt vương vị suốt một đời cũng có thể vứt bỏ cho đành. Chỉ là một người đã đến quá trễ, còn một người khác thì lại đúng lúc biết bao. Dẫn Tiểu Hoàng rời khỏi quân danh rồi, một đoạn đường ngắn ngủi ấy mà bọn họ đi thật lâu. Về đến dưới chân núi Hắc Vân Bảo, Tư Đồ dừng bước lại cúi đầu nhìn Tiểu Hoàng. Từ lâu không còn nước mắt ngần ngật ra nữa, nhưng sắc mặt y vẫn đang không tốt. Hắn kéo y tìm một phiến đá lớn bên ven đường ngồi xuống, dương mắt lên nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Hoàng. Ánh mắt vô cùng buồn bã, Tư Đồ nhẹ nhẹ thở dài, cầm lấy hai bàn tay của Tiểu Hoàng đưa sang, giữ chặt trong tay của mình, nhẹ nhàng sờ bóp mấy lượt. Tiểu Hoàng ngước mắt nhìn hắn. Tư Đồ thấy gương mặt của y thì đột nhiên nhẽo miệng cười. Hết khóc nhẹ chưa? Tiểu Hoàng mặt đỏ ửng, cả người dựa vào người của Tư Đồ, ủy khuất ôm lấy bờ vai của hắn, đặt kèm lên vai của hắn rồi thấp giọng bảo. Tư Đồ, huynh thật tốt. Tư Đồ bất giác thấy mình có hơi choáng váng, sự ức chế đè chặt ở trong lồng ngực đột nhiên cũng đâu mất tiêu. Hắn thầm mắng bản thân tệ lậu, người ta chỉ mới có nói một câu mà bảo hắn đi chết, hắn cũng điên cuồng lao đi ngay. Tiểu Hoàng cảm thấy áy náy mà bảo. Là do ta không tốt, ta biết huynh vì ta cho nên mới nhẫn được. Tư Đồ thấy ức ức. Đúng vậy đó, từ lúc còn nhỏ xíu, hắn đã tự răn đe mình rằng tương lai bất kể có xảy ra làm sao, hắn cũng không để cho chính mình bị khinh bỉ. Cho nên hắn nhịn một lần này còn khó hơn kêu người ta chém hắn một đao. Mặc dù có nghĩ cho an nguy của Hắc Vân Bảo thật, nhưng cái chính hoàn toàn là vì Tiểu Hoàng thôi. May sao Tiểu Hài Tử này hiểu hắn, chuyện gì cũng thấu hiểu hết trơn. Chung quy hắn không đặt tình cảm sai chỗ ha. Vươn hai tay ôm lấy thắt lưng của Tiểu Hoàng, Tư Đồ mỉm cười. Có muốn ta dẫn ngươi ra đi không? Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu. Sao vậy? Tư Đồ có hơi giật mình. Cùng nhau bỏ đi có gì không tốt à? Dứt hết thế sự, vô lự vô u. Tiểu Hoàng nhìn vào mắt của Tư Đồ, nói rõ ràng từng chữ một. Ta không cam lòng. Tư Đồ nhìn Tiểu Hoàng thật lâu mới đáp lại y. Hay vậy sao? Ta đây cũng không cam lòng. Tiểu Hoàng bị hắn chọc cho tới nhẹo miệng cười. Sự âu sầu ở trên gương mặt cũng đã tiêu tán đi hơn phân nữa. Chúng ta cứ tiếp tục không thèm gánh vác đi. Tư Đồ nhéo nhéo má của Tiểu Hoàng. Được không hả? Tức chết thằng chả luôn. Tiểu Hoàng cười, gượng gạo gật đầu. Lần đầu tiên trong đời mở miệng trù ẻo người khác. Phải, cho tức chết ổng luôn. Nói xong rồi thì thở dài một hơi, cảm giác đã khá hơn rất là nhiều. Trong sắc trời cũng chẳng còn sớm, Tư Đồ nghĩ phải dẫn Tiểu Hoàng về nghỉ ngơi thôi. Có ngờ đâu Tiểu Hoàng bất thình lình bắt lấy miệng của hắn, hôn một cái ngay trên khóe môi, nhỏ giọng thì thầm. Tư Đồ, huynh tốt nhất, ta muốn lúc nào cũng ở cùng với huynh. Tư Đồ ngước mắt lên sửng sốt nhìn Tiểu Hoàng thật lâu, rồi quắt mắt đứng dậy, vươn tay ôm Tiểu Hoàng thật chặt vào lòng. Miệng hắn nói, chính người nói đó nha, không cho phép đổi ý đâu. Tiểu Hoàng
vùi mặt vào trong lòng của Tư Đồ, âu sầu nói: "Ừ." Lúc hai người trở về đến Hắc Vân Bảo, gà đã sắp sửa gáy vang. Tư Đồ ngồi cùng Tiểu Hoàng để y dựa vào hắn một lúc. Trông y đã ngủ say mới nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi cửa phòng. Đi đến biệt viện vừa lúc gặp được Mộc Lăng đang ôm hòm thuốc vội vã ra ngoài. Mộc Lăng giật mình: "Sao khuya rồi còn chưa ngủ hả? Đúng lúc lắm, tình trạng của Ngao Phượng Linh tốt hơn rồi, nó không chừng không bao lâu nó sẽ tỉnh." "Thật à?" Tư Đồ kinh ngạc. "Nhưng mà..." Mộc Lăng sờ cằm, nhỏ giọng bảo với Tư Đồ: "Trên người cô nương ta có chuyện gì đó kỳ quái lắm." "Kỳ quái?" Tư Đồ không hiểu lắm. Mộc Lăng kề vào tai của Tư Đồ rì rầm mấy câu. Tư Đồ nhăn trán ngó Mộc Lăng: "Vậy có biện pháp không?" Mộc Lăng lắc lắc đầu: "Không có biện pháp, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Chỉ e tới lúc đó có khả năng phát sinh thêm chuyện." Trầm mặc một lúc rồi Tư Đồ gật gù: "Ta hiểu rồi." "Sao vậy?" Mộc Lăng thấy sắc mặt của Tư Đồ có hơi u ám, bèn hỏi han: "Cũng lâu rồi không có uống rượu rồi đó, có muốn đi uống rượu không?" Tư Đồ bật cười: "Ngươi mà uống được rượu sao, đỡ ốm yếu." "Ấy chà." Mộc Lăng không phục: "Ta uống rượu thuốc không được hả?" Hai người bọn họ đi đến phía sau Hắc Vân Bảo, nơi đó có một tấm bạc để phơi khô ngũ cốc. Cứ cách một quãng lại có một ụ rơm to tướng, là lúa mạch sau khi đã đạp xong thì dồn rơm lại nơi ấy. Hai người bọn họ mang theo mỗi người hai vò rượu, tìm hai ụ rơm đối diện nhau ngồi xuống. "Nhìn cái bộ mặt như chết rồi của nhà ngươi ấy coi, có gì vậy, bị khinh bỉ rồi hả?" Mộc Lăng nhấp rượu, hỏi Tư Đồ ở bên kia. Tư Đồ đặt rượu sang một bên, ngước đầu lên ngắm sao trời. Đằng đông dần đà chuyển sạng, thật lâu sau hắn mới nói: "Tiểu Hoàng nói muốn vĩnh viễn ở cùng ta." Mộc Lăng bị sặc rượu, ho sùng sục một trận mới ôm quyền vái Tư Đồ: chúc mừng ngươi nhen, rốt cuộc cũng hết khổ rồi. Ngươi có nghĩ tới..." Tư Đồ nói trong đắn đo, chậm rãi: "Nên đi ra ngoài một lần không?" Mộc Lăng sửng sốt, rồi tức thì bật cười: "Để làm gì? Chê ta ăn chùa ngủ chùa của Hắc Vân Bảo không trả tiền hả?" "Hừ." Tư Đồ lườm y một cái. Mộc Lăng cười hắc hắc: "Đợi cho việc này đâu vào đó rồi, ta đi cũng chưa muộn." Tư Đồ gật gù: "Ta chỉ sợ mệnh nhà ngươi không đủ thọ." "Cút!" Mộc Lăng quát mắt: "Lão tử trường mệnh bách tế đó." Tư Đồ cũng cười rộ lên, nhấp một ngụm rượu mà cười nói: "Chuyện này thật sự xong xuôi đâu đó rồi, ngươi nên đi thôi." "Đi đâu đây?" Mộc Lăng trợn mắt: "Đi làm gì?" Tư Đồ ngẫm nghĩ, chốc lát sau nói: "Đi ra bên ngoài tìm một ai đó, xem coi có chữa được hết bệnh cho ngươi hay không, để ngươi thật sự trường mệt bát tế chứ hay sao." Ta phi. Mộc Lăng nổi cáo, vứt vào rượu ra xa. Độ chừng vào trưa ngày hôm sau, Ngao Phượng Linh đã thật sự tỉnh dậy. Có điều là người hãy còn rất yếu ớt. Mộc Lăng cho nàng ta uống vài thứ thuốc, bảo rằng chỉ cần thận trọng điều trị thêm 2-3 hôm là có thể nói là được bình thường. Trên dưới Hắc Vân Bảo ai cũng vui mừng, nhất là khi Ngao Phượng Linh nhìn thấy Tư Đồ thì không hề có biểu hiện kích động, mà ngược lại là chất chứa rất nhiều điều muốn nói. Tư Đồ chỉ khoát tay với nàng, ý bảo trước nhất nàng không được nôn nóng, cứ lo chữa thương cho tốt đã. Ngao Thịnh rất lo lắng, nhớ đến mấy vị ca ca đều đã qua đời. Mặc dù bọn họ đối xử với nó không có tốt lành gì, nhưng nó cũng rất đau buồn. Ngao Phượng Linh trước giờ đều hết mực yêu thương nó, cho nên nó nhận trách nhiệm chăm sóc cho cô nương, mỗi ngày đều đến bưng trà rót nước. Tư Đồ say sợ được một lúc rõ rãi, kéo Tiểu Hoàng vào trong thư phòng. "Đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu Hoàng nhìn thấy Tư Đồ dường như đang có chuyện muốn nói với mình. "Có còn nhớ lần trước ngươi trừ cổ cho Ngao Thịnh không?" Tư Đồ hỏi. Tiểu Hoàng gật đầu. "Nhớ rõ chứ, có gì ư?" Tư Đồ kéo y ngồi xuống cạnh bàn, nói: "Hôm qua Mộc Lăng nói cho ta nghe, trong thân thể của Ngao Phượng Linh có cổ độc." "Sao cơ?" Tiểu Hoàng giật mình thảng thốt. "Là loại nào?" "Tủy quỷ." Tư Đồ bảo, "giống y hệt loại trong người của Ngao Thịnh." "Sao lại có thể như vậy?" Tiểu Hoàng trầm ngâm một lát, rồi vội vã hô lên: "Không xong, lúc vừa đến Thục Trung, tủy thủy trong ốc của cô nương ấy hẳn đã đẻ trứng mất rồi." Tư Đồ thẳng thắn gật đầu: "Không sai. Hơn nữa Mộc Lăng còn nói
Ngao Phượng Linh không cứu được nữa. Sao lại có thể như vậy? Tiểu Hoàng như có chút hoảng loạn. Theo như lời của Ngao Kim Long nói, Ngao Thịnh 10 năm trước về đã bị hạ cổ độc. Nhưng còn Ngao Phượng Linh là chuyện gì xảy ra? Không thể nào có khả năng 10 năm về trước đã đoán chắc chắn sự tình của hiện tại. Tư Đồ hỏi. Ta chưa rõ lắm, cổ trùng này sợ lạnh, còn mùa hạ thì sao? Tiểu Hoàng lắc lắc đầu. Đặc tính của loại sâu này tương đối giống đông trùng hạ thảo. Lúc hạ đến thì hoàn toàn chết đi, cho đến mùa đông mới có thể sống lại. Có muốn đẻ trứng cũng chỉ có thể vào mùa đông. Tuổi tác của Ngao Phượng Linh không phải nhỏ. Tư Đồ nói. Ngao Thịnh có tật ở mắt, không thể đi xa. Nhưng Ngao Phượng Linh không thể nào suốt 10 năm trời đều không tới phương Nam chứ. Tiểu Hoàng đứng dậy bảo Tư Đồ. Phải đi tìm thi thể của hai huynh đệ nhà họ Ngao về đây thôi. Tư Đồ nhướng mày. Ý của ngươi nói là hai huynh đệ này cũng có thể là bị hạ cổ ư? Vậy còn người, những người giang hồ khác thì sao? Tiểu Hoàng sốt ruột. Ta cũng không rõ lắm. Loại cổ trùng này chỉ có thể hạ ở phương Bắc, đẻ trứng tại phương Nam. Bọn người giang hồ kia. Không vội. Tư Đồ so so gáy quy. Ta có cách. Nói rồi gọi Lô Ngự Phong tới, phân phó hắn dẫn theo mấy huynh đệ lẻn vào nơi tập kết thi thể của võ lâm nhân sĩ, trộm xác hai huynh đệ Ngao Thị trở về, tiện thể mang thêm 4-5 xác nữa. Tốt nhất là hai người đến từ phương Nam, hai người đến từ phương Bắc. Lô Ngự Phong lĩnh mệnh lui xuống, chẳng mấy chốc đã cùng các huynh đệ trở về, trông được 6 thi thể cả thảy. Ban chủ, Lô Ngự Phong nói với Tư Đồ. May mà bọn ta tới sớm, nếu không đã bị thiêu hết rồi. Thiêu? Tư Đồ giật mình. Linh cụ chỉ mới qua có mấy hôm, hôm nay cũng không có nóng lắm, sao lại phải thiêu gấp làm gì chứ? Lô Ngự Phong nhún vai nói. Bọn ta nghĩ cũng rất là kỳ quặc. Chiếu theo lý mà nói, hẳn là phải hoàng ai nấy về cho người nhà nơi quê quán. Chúng ta vừa đi khỏi đó thì phát hiện bọn họ đang kiểm kê đếm số lượng, bảo rằng phải thiêu. Tư Đồ chợt hiểu. Là muốn tra ra ai được ta cứu đây mà. Vậy thì đem 7 người trở về thật vừa hay. Cùng một lúc mất đi 7, bọn họ sẽ mù mờ. Mộc Lăng ôm một chiếc tráp gỗ đi vào, nhìn thoáng qua mấy thi thể, rồi nhăn mặt nhíu mày phun ra một câu. Không ổn rồi. Tiểu Hoàng giật mình hỏi Mộc Lăng. Vì sao không ổn? Mộc Lăng ấn một ngón tay lên vết thương trên cổ của những thi thể. Đều là tự sát. Cái gì? Chắc là tự sát. Mộc Lăng tỉ mỉ kiểm tra miệng vết thương, sau đó khẳng định chắc nịch. Tất cả mọi người đều vây lại xem xét, phát hiện thấy thương thế quả thật có chút kỳ quặc. Đúng rồi, sao lại sạch sẽ như vậy chứ? Nếu ra tay với một số lượng lớn người như thế này mà không lưu lại dấu vết cào cấu nào thì đúng là khó khăn vô cùng. Lô Ngự Phong gật đầu. Vậy 10 kẻ kia là người khống chế cổ trùng sao? Nhìn kỹ đi rồi hắn nói. Mộc Lăng bước đến một thi thể, xong lấy ra trong hòm gỗ ra một lưỡi dao dài sắc lẻm. Mí mắt của Tư Đồ giật lên. Ngươi bổ dưa hay là thọc tiết lợn vậy hả? Nhìn ngươi như vậy có chỗ nào giống đại phu không? Mộc Lăng trừng mắt liếc hắn, bảo mọi người lùi lại phía sau. Chính mình dùng con dao bén ngót kia lìa đi lìa lại tại chỗ đầu của mấy cái cổ thi thể, sau đó nhẹ nhàng nại lấy hộp sọ ra. Mọi người nhìn qua, ai nấy đều trợn tròn mắt lên. Trong hộp sọ của thi thể có một lớp màu đen đặc giăng lên như một tấm lưới, khiến mọi người nhìn mà toàn thân rét run. Tiểu Hoàng theo bản năng dịch sát về phía Tư Đồ, nhíu mày nhíu mặt. Mộc Lăng sờ sờ càm bảo, cổ trùng này chỉ mới hạ gần đây thôi, không quá một tháng đâu. Thế còn Ngao Phượng Linh thì sao? Tư Đồ hỏi. Ngươi để cho ta mở hộp sọ của nha đầu đó ra thì ta mới có thể nói cho ngươi biết được. Mộc Lăng vừa thu dao lại vừa nói. Những kẻ đó làm sao mà khống chế cổ trùng được? Tư Đồ lại hỏi. Ngươi nói rõ hơn một chút nữa coi. Làm gì mà giống như hạt châu bàn tính quá vậy? Không gãy thì không động à? Tiểu Hoàng nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của Tư Đồ, như thể đang trách cứ. Sao huynh có thể nói chuyện với Mộc Lăng như thế được? Mộc Lăng nhìn Tiểu Hoàng, rồi lại ngoảnh sang nhìn Tư Đồ, sau cùng là mỉm cười. Được lắm, có người quản thúc rồi. Với bên ngoài thì lễ độ khách khí, trong nhà thì đứng ra quản lý trông nom. Được đấy nhá.
Thế là mấy vị phó ban chủ đều cười rộ lên. Tiểu Hoàng nghe thế liền đỏ mặt. Bớt đó nhảm đi. Tư Đồ tuy trừng mắt nhưng lại có ý bảo Mộc Lan cứ tiếp tục nói. Trong lòng của hắn sướng đến phát điên lên luôn rồi. Loại cổ trùng này nhất định phải có một vu sư khống chế, Mộc Lan nói. Nhưng thật ra chỉ cần một vài động tác đơn giản thôi. Động tác đơn giản? Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ. Nói cách khác, hung thủ đã hạ cổ vào những người này ở phương Bắc, sau đó tìm cách dụ bọn họ đến phương Nam để cổ trùng ấp trứng. Đợi đến thời điểm thích hợp thì ra lệnh cho bọn họ tự sát tập thể. Đúng là vậy đó, Mộc Lan gật đầu. Hơn nữa, mời kẻ kia cũng chưa chắc tất cả đều là vu sư. Lô Ngự Phong cũng gật gù. Vậy vu sư đó là ai? Còn nữa, trùng này là ở trong não, vậy phải khống chế thông qua thứ gì? Bình thường đều thông qua một loại âm thanh đặc biệt, Mộc Lan trả lời. Đã thế, loại âm thanh này cực kỳ nhỏ, khiến cho người ta khó bề mà nhận biết được. Ta biết đó là ai rồi? Tư Đồ đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc mà nhìn hắn. Còn nhớ kẻ ở chỗ tối hôm ấy không? Tư Đồ cọ cọ Tiểu Hoàng. Vốn chúng ta cho rằng hắn không phải là hung thủ, chủ yếu là do võ công của hắn không tốt. Nhưng nếu chết như thế này thì hắn hóa ra lại là kẻ đáng nghi nhất. Vậy hắn không giết Ngao Phượng Linh là do ngẫu nhiên trùng hợp ư? Tiểu Hoàng hỏi. Không thể nào là trùng hợp được, Mộc Lan khoát tay. Loại cổ trùng này sau khi nhận mệnh lệnh thì sẽ chấp hành răm rắp. Các người xem nơi này đi. Nói xong, y chỉ một cổ thi thể khác. Trên cổ thi thể này có hai vết đao. Nói cách khác, sau khi cắt cổ lần thứ nhất mà không chết thì liền ra tay lần thứ hai. Ai nấy đều gật gù. Tư Đồ nhíu mày. Nói cách khác, hắn cố ý lưu lại Ngao Phượng Linh để chúng ta cứu ư? Tiểu Hoàng đột nhiên vỗ tay. À, ta biết rồi. Mọi người bị hành động của y làm cho phải bật cười, hệt như một tiểu hài tử vậy. Nghĩ được chuyện gì thì liền vỗ tay. Tư Đồ chỉ ao ước được siết chặt lấy tiểu hài tử này mà hôn ngay mấy cái, nhưng lại ngại nơi này nhiều người nên đành phải cố nhịn. Chỉ hỏi, đang nghĩ gì đó? Khi chúng ta nhìn thấy những chữ viết ngày hôm ấy, đầu tiên thì chỉ nghĩ là có người muốn hãm hại Tư Đồ, Tiểu Hoàng nói. Có điều, đây có thể là kế lòng trong kế. Kẻ mà đối phương muốn hãm hại có lẽ là một người khác. Đúng rồi, Mộc Lan chợt vỡ lẽ. Tiểu Hoàng, ý ngươi là trong 10 kẻ kia thì có kẻ là người của Thụy Vương? Đúng vậy, Tiểu Hoàng gật đầu. Bọn họ cố tình xuất hiện ở đó, trà trộn vào quần chúng. Nói cách khác, nhiệm vụ chủ yếu là để sách động mọi người Nam Hạ, Mộc Lan nhận xét. Những vị trưởng môn đã chết, phỏng chừng cũng đã bị khống chế, Tư Đồ thấp giọng lẩm bẩm. Mấu chốt còn có kẻ viết chữ. Ta cho rằng kẻ bí ẩn kia không hề vào miếu Sơn Vương. Chữ viết bằng máu chắc là do 10 kẻ kia lưu lại, bằng không sẽ không có nhiều thời gian để làm tất cả bằng việc ấy đâu. Ta... Sắc mặt của Tiểu Hoàng chợt trở nên trắng tái. Ta hiện tại đang lo lắng một việc. Lo lắng chuyện gì? Tư Đồ ấn bả vai của y. Sắc mặt của Tiểu Hoàng lại trắng bệch thế nhỉ? Đó là những võ lâm nhân sĩ khác xem chừng cũng đã trúng cổ độc rồi. Lời của Tiểu Hoàng vừa nói dứt thì tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đúng là như vậy thật. Nguy rồi, Mộc Lan dậm chân. Xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì vậy? Tư Đồ cảm thấy khó hiểu. Cổ trùng này càng dưỡng thì càng lợi hại. Chúng khống chế người khác, lúc ban đầu cũng chỉ là một vài hành động đơn giản mà thôi, nhưng dần đà có thể sẽ khống chế được ý tưởng của người ta đó. Nói cách khác, những kẻ giang hồ ấy đã trở thành con rối của vu sư kia rồi sao? Tư Đồ lạnh lùng thốt lên. Giữ mệnh cho Ngao Phượng Linh rất có thể là có âm mưu gì đó. Tiểu Hoàng đi lòng vòng tại chỗ, giữ chặt Mộc Lan. Không thể lấy cổ trùng tâm đầu của cô nương ấy ra sao? Việc này, Mộc Lan nhíu mày. Cũng không phải là không thể, nhưng ta không nắm chắc lắm. Bây giờ còn nói nắm chắc cái gì nữa cơ chứ? Tư Đồ có phần hơi sốt ruột. Chỉ đành xem ngựa chết như ngựa sống mà chữa thôi. Chính là vạn nhất cô nương ta chết thì bọn họ sẽ vu cho Hắc Vân bảo ta giết người diệt khẩu đó. Mộc Lan khó xử. Tư Đồ cũng bắt đầu bước lòng vòng, sau cùng ngẩng lên hỏi. Cứu, quản nhà đầu đó làm gì? Đi bước nào thì hay bước đó thôi.
Mộc Lăng liếc nhìn các vị phó ban chủ kia, tất cả đều có vẻ do dự. Lại chợt nghe Tiểu Hoàng nói: "Ta cũng hiểu được, Tư Đồ nói đúng đó." Mộc Lăng ngoảnh sang nhìn y: "Kẻ chủ mưu đứng phía sau, xem chừng có tâm cơ cực kỳ thâm hiểm." Tiểu Hoàng hơi nhíu mày: "Chúng ta không hành động theo lẽ thường tình, nói không chừng có thể khiến kế hoạch của hắn bị cản trở." Mộc Lăng lại xây trái xây phải một lần nữa, thấy mọi người đều có vẻ tán đồng, cũng chỉ đành thở dài: "Thôi được, cứ quyết định như vậy đi." Nói xong thì liền đi chuẩn bị. Tư Đồ phân phó Tương Thanh mang theo thủ hạ bảo hộ nghiêm ngặt nơi của Ngao Phượng Linh, những người khác thì tản đi. Đợi mọi người đi cả rồi, Tư Đồ kéo Tiểu Hoàng trở về thư phòng. Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ nhíu mày không nói, biết hắn có nhiều sự tình nghĩ không ra nên cũng không quấy rầy nhiều. Y thấy ấm trà đã nguội, muốn đi đợi một ấm khác, thế là cầm theo ra ngoài. Nhưng vừa mới đi đến cửa thì chợt nghe bên ngoài có tiếng ấm trà vỡ cùng với tiếng hoảng hốt của Tiểu Hoàng: "Tiên tiên!" Tư Đồ mau chóng xông ra ngoài, chỉ thấy Tiểu Hoàng ngã ngửa ngay ngạch cửa. Ở phía trước cách đó không xa có mấy con rắn màu xám đang ngoe ngoại trườn trên mặt đất. Tư Đồ nhíu mày, vung tay chặt đứt cái đám rắn thành hai khúc, rồi ôm lấy Tiểu Hoàng từ dưới mặt đất: "Không sao đâu, chỉ là vài con rắn cỏ thôi mà, không có độc đâu." "Không phải?" Tiểu Hoàng lắc đầu ngoài ngoại, chỉ vào trong viện mà nói: "Nhìn nơi đó kìa." Tư Đồ xoay lại nhìn, cũng hơi ngẩn người ra, chỉ thấy trên mặt đất có hàng đàn rắn, và tất cả đều là rắn cỏ rất bình thường. Đúng vào lúc này, Chu lão gia tử hấp tấp chạy đến: "Ban chủ, trời sinh dị tượng." "Dị tượng ư?" Tư Đồ nhíu mày: "Tất cả rắn trong hang đều bò ra hết rồi." Chu lão gia tử chỉ bọn rắn trên mặt đất: "Dưới chân núi cũng là như thế." "Sao cơ?" Tư Đồ thấy nghi hoặc, liền cúi đầu nhìn Tiểu Hoàng trong lòng của mình: "Đây là ý gì?" Tiểu Hoàng lắc lắc đầu tỏ vẻ hoang mang: "Nếu là có thiên tai lớn thì các loài động vật sẽ có dị động, nhưng hiện tượng thiên văn mấy ngày gần đây đều bình thường, huống hồ động vật trên đời này nhiều vô số, cớ sao là chỉ có rắn mà thôi?" "Đúng vậy đó." Chu lão gia tử nói: "Ta cũng thắc mắc vì sao chỉ có mỗi rắn mà thôi, còn chuột, rết thì chả có thấy động tĩnh gì." "Chúng hướng ra phía ngoài." Tiểu Hoàng chỉ tay, hàng đàn rắn trong viện đều di chuyển ra sân ngoài, hơn nữa động tác có vẻ rất thống nhất, tựa hồ như chúng có cùng mục đích đến. "Chúng ta đi theo xem thế nào." Tiểu Hoàng kéo áo của Tư Đồ: "Xem thử có chuyện gì xảy ra." Tư Đồ buồn cười, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự là đi à? Đừng có mà sợ rồi khóc nhè ra đó nha." "Huynh..." Tiểu Hoàng tức nghẹn cả buổi mới buông được một câu: "Nói lung tung." Tư Đồ vui vẻ dắt Tiểu Hoàng phi thân lên nóc nhà, đến nơi cao nhất mà nhìn xuống chân núi, chợt thấy trước mắt mình một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Toàn bộ rắn ở trên núi lũ lượt kéo nhau di chuyển xuống mé chân núi, dù gặp người đi đường cũng không cắn, cứ như thể đang bị gọi về, cứ điên cuồng mà bò đi. "Chúng di chuyển về hướng kia kìa." Tiểu Hoàng đưa tay chỉ, thấy phần lớn rắn tụ hội ngay sườn núi, sau đó chuyển về hướng đông, đích đến dường như danh trại của thị vương. Tiểu Hoàng và Tư Đồ liếc nhìn nhau, cảm thấy có hơi khó hiểu, lại nhìn xa xa, phát hiện rắn từ trong thành cũng đã bò ra. Có rất nhiều dân chúng đang kéo ra mà xem náo nhiệt, theo sát phía sau đàn rắn, dường như là muốn biết rốt cuộc là chúng sẽ đến nơi nào. Tư Đồ ôm theo Tiểu Hoàng nhảy xuống đất, nhanh chóng bám theo đàn rắn. Phía trước đại danh của thị vương đã náo loạn hết từ lâu. Đám quân lính đầu tiên còn vung kiếm đuổi rắn, nhưng quy mô của chúng càng lúc càng lớn, không làm sao mà đối phó nổi. Không bao lâu sau, đám rắn đã kéo tới ngay phía trước danh trại thị vương, tụ lại thành cả một ụ thật to, nhưng chỉ là dừng lại ngay tại đó. Dân chúng từ trong thành kéo ra xem náo nhiệt, cũng đang vây quanh tứ phía, ngẩng cổ theo dõi xung quanh. Tư Đồ mang theo Tiểu Hoàng đáp xuống một gốc cây cách đó không xa, cúi đầu xem thử tình hình nơi ấy. Thị vương dường như đã được báo tin, vội vã bước ra ngoài. Sau khi thấy rõ tình thế, liền vung tay chặn các binh sĩ lại, một mình tiến lên đối diện với đám rắn, lạnh lùng thốt lên: "Súc sinh, danh trại là nơi mà các ngươi có thể đến sao?" Tư Đồ nhìn không được mà bật cười,
nhìn Tiểu Hoàng trong lòng của mình. Người đón bọn rắn có hiểu được lời của lão ta nói không? Tiểu Hoàng ngước lên nhìn hắn, nhỏ giọng thì thầm. Làm sao có thể chứ? Ta thì thấy chả khác gì mấy. Tư Đồ hiển nhiên là chẳng có hảo cảm gì với Thủy Vương. Nếu bảo ngươi so sánh Thủy Vương với một loài động vật, thì ngươi sẽ chọn loài nào? Tiểu Hoàng suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng gật đầu đáp. Là rắn. Nhìn kìa. Tư Đồ cúi đầu hôn lên mặt của Tiểu Hoàng một cái. Huynh đừng có nháo nữa mà. Tiểu Hoàng hung dữ trừng mắt với hắn. Quan sát đi. Tư Đồ nhìn theo hướng tay chỉ của Tiểu Hoàng, thấy đám rắn trước danh trại đột nhiên có biến hóa. Chúng nó chậm rãi tách dần ra, sau đó nối dài theo nhau. Ước chừng không đến nửa nén hương thì cả đàn rắn đã xếp thành hình dạng của một con rồng có bốn chân. Tư Đồ há hốc mồm, cúi xuống nói với Tiểu Hoàng. Tiên Tiên, giúp ta dụi mắt cái đi, hình như có hạt cát bay vào rồi. Tiểu Hoàng quay đầu lại, thật bụng thật dạ tin ngay, liền xem mắt của Tư Đồ, nhẹ giọng nói. Thật sự bị cát bay vào hả? Vậy thì không thể dụi, phải thổi mới được. Thổi bằng cách nào? Tư Đồ nghe thấy vậy, liền cúi mặt ngang tầm của Tiểu Hoàng. Mau, mau giúp ta thổi đi. Mắt nào? Tiểu Hoàng vừa hỏi, vừa tiến đến gần. Bên trái ấy. Tư Đồ nghiêm mặt. Ừ. Tiểu Hoàng chồm tới, cố gần cổ, thổi lấy thổi để vào mắt trái của Tư Đồ. Được chưa? Tư Đồ lắc lắc đầu. Chưa, càng lúc càng khó chịu. Vậy biết làm sao bây giờ? Có phải huynh bị đau mắt hột rồi hay không? Tiểu Hoàng sốt ruột hỏi. Ngươi liếm cho ta đi. Tư Đồ nói. Nghe nói liếm một chút thì sẽ ổn thôi. Có thật không? Tiểu Hoàng ngây ngốc mà rướn người lên, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên mắt trái của Tư Đồ, mặt mày đỏ bừng bừng. Sai rồi, là mắt phải mới đúng. Tư Đồ chợt lên tiếng, sau đó quay nửa mặt phải sang, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười. Liếm lại đi nào. Tiểu Hoàng đang hơi nghi ngờ, chợt thấy vẻ mặt đắc ý xấu xa của Tư Đồ, lập tức hiểu ra cái tên này lại trêu chọc mình. Đồ đáng ghét. Tiểu Hoàng vừa mắng, vừa nâng tay tát nhẹ lên má của Tư Đồ, nhưng lại khiến cho hắn sướng đến tê người. Thế là hắn liền chồm đến hôn lên môi của Tiểu Hài Tử. Không khí ở đây đang ấm cúng là thế, ai ngờ dưới chân núi có tiếng ai đó thét to lên. Không thể tin được, rồng hiện thân rồi, Thị Vương quả đúng là chân mệnh thiên tử. Tư Đồ và Tiểu Hoàng cùng nhìn lại phía dưới chân núi, chỉ thấy đám rắn ở trước mặt của Thị Vương đã xếp lại thành một cái hình rồng hoàn chỉnh. Dân chúng và binh lính nghe được tiếng thét thì đồng loạt quỳ rạp xuống, dập đầu cúi lại đàn rắn. Chân mệnh thiên tử! Lại nhìn đến Thị Vương, trên gương mặt của ông ta tràn đầy sợ hãi, vội vội vàng vàng bảo mọi người mau đứng dậy, nhưng trong mắt lại lộ ra ý cười. Tiểu Hoàng chợt vỡ lẽ, dương mắt nhìn Tư Đồ, chỉ thấy hắn đang rất lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía xa xa, tràn ngập trào phúng. Gió núi vi vu thổi qua, khiến cho tóc Tư Đồ khẽ lay động để lộ ra một bên gương mặt góc cạnh phân minh, khiến Tiểu Hoàng không sao dời mắt được. Cùng là những con người sống giữa đất trời, cớ sao có những người anh hùng khí khái khiến cho người khác phải hướng về, cũng có những kẻ âm hiểm giả dối chỉ giỏi làm trò hề cho thiên hạ mà thôi. Thế là Tiểu Hoàng không nhìn được, đưa tay chạm lên mặt của Tư Đồ, thấy hắn hơi cử động, liền nhẹ nhàng bảo: "Chúng ta đi thôi, ở đây chả có gì hay ho để xem cả." Tư Đồ gật gù, mang theo Tiểu Hoàng cùng xoay người rời đi. Màn náo loạn kéo dài mãi đến tận bình minh mãi mới vãn hồi. Tin tức Thủy Vương là chân long chuyển thế cũng theo đó mà lan xa, nhanh chóng đánh động dư luận, khắp nơi đều hay biết. Thủy Vương mang theo đắc ý dạt dào trở về trướng, nói với một kẻ đang đứng ở cạnh đó với một con quái điểu đậu ở trên vai. "Thật không ngờ, người ngoài khống chế cổ trùng còn biết khống chế cả rắn nữa." Người nọ mỉm cười, dùng anh thâm khàn khàn để đáp lại. "Tạ vương gia đã khích lệ." Thủy Vương gật đầu vừa ý, vừa nói vừa ngồi xuống, đã có người dâng trà lên. Thủy Vương nhìn thoáng qua người nọ, cười bảo rằng: "Sương Minh, kế này của người thật là hay." "Đa tạ vương gia đã tán thưởng." Kẻ quỳ xuống tạ ơn kia chẳng ai khác hơn, chính là tên thư sinh mà nhóm người Tiểu Hoàng đã gặp ở trấn Thanh Vân trước đó không lâu, Văn Sương Minh. Khi ấy, y vẫn còn là một tên thư sinh mặt trắng, dẫu không lấy gì làm tuấn tú, nhưng dù sao vẫn còn dễ nhìn. Còn bây giờ, trên mặt y đã có vết sẹo vô cùng xấu xí.
cơ hồ khiến cho gương mặt của y biến dạng, cũng đã bị chọt một bên mắt phải. Cả người đen đúa gầy còm, còn đâu nữa dáng vóc thư sinh, bây giờ trông toàn như ma quỷ. Vì sao Văn Xuân Minh lại xuất hiện tại danh trại của Thị Vương? Trong chuyện này cũng có những điều khuất tất. Khi Tề Dịch đưa Văn Xuân Minh cùng trở về đại bản danh, sắp xếp cho y giữ chức vị thủ thư, chủ yếu là phụ trách ghi chép giấy tờ, điều động nhân sự cùng một vài việc vặt khác. Trong vòng hơn nửa tháng sau, Văn Xuân Minh làm việc rất cần cù, xem chừng cũng có biểu hiện tốt nên Tề Dịch rất thích, bèn điều y đến giữ một chân tham mưu bên cạnh mình. Nhưng rồi dần đà, Tề Dịch chợt phát hiện ra tâm tư Văn Xuân Minh này không hề đơn giản. Đặc biệt, có đôi khi những chủ ý đưa ra quá tâm ngoan thủ lạc, khiến cho người ta không làm sao tiếp thu nổi. Tề Dịch cho rằng người này chỉ vì cái lợi trước mắt, nếu ngày sau tiếp nhập quan trường, ắt sẽ thành mối họa, đã nghĩ đến việc trả y về quê nhà. Nhưng rồi, ông ta nghĩ chính mình đã đưa người ta đi, nếu nói trả là trả, không chừng y sẽ càng bị đại ca và đại tẩu khi dễ. Cho nên trước hết, phái một thủ hạ mang ngân lượng đến nhà y, đánh tiếng trước với đại ca và đại tẩu y. Sau khi Văn Xuân Minh sát hại đại ca và đại tẩu, thì dán giấy niêm phong, nghĩ bụng có thể che giấu mọi chuyện. Nhưng rồi thân nhân của mấy tiểu nhị thấy họ không về nhà, người dân ở trấn Thanh Vân cũng cảm giác được có chuyện gì đó không đúng, liền phá cửa xông vào. Vừa vào đến hậu viện thì đã nghe được mùi tanh tưởi nồng đậm, lục lọi tìm kiếm mới thấy cả nhà đã bị sát hại cả. Người ở trấn này đều biết Văn Xuân Minh là một tên thư sinh văn nhược, dù thế nào cũng không dám hãm hại ca ca và tẩu tẩu. Họ phỏng đoán không chừng là do đạo tặc lẻn vào, sau đó một nhà tán mạng. Thủ hạ do Tề Dịch phái đi biết được việc này thì cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Nhưng rồi hắn cũng thông minh, quyết định kèm theo tờ giấy niêm phong kia trở về, bẩm báo cho Tề Dịch. Tề Dịch cũng không phải là dạng ngu đần, thế nên ông ta bèn sau chuỗi lại những lời nói và hành động của Văn Xuân Minh, từ đó xin nghi ngờ. Ông ta sai người lén đặt tờ giấy niêm phong vào trong danh trướng của Văn Xuân Minh. Khi y trở về, nhìn thấy tờ giấy ấy thì cả kinh thất sắc, tri hô lên, tưởng đâu ca ca và đại tẩu hiện hồn về kêu oan. Tề Dịch từ một nơi bí mật theo dõi sự tình, vừa thấy biểu hiện của y liền hiểu ngay mọi chuyện. Ông ta nổi trận lôi đình, tự trách bản thân vô cùng. Một kẻ trong văn nhã là thế mà lại thí huynh sát tẩu, không bằng loài cầm thú, ấy vậy mà mình còn có lòng cảm mến. Tề Dịch trong cơn giận dữ liền rút đao muốn chém chết y. Văn Xuân Minh hoảng hốt bỏ trốn, Tề Dịch đuổi theo bổ cho một đao, sau đó ra lệnh cho quân sĩ mang xác y vứt ra ngoài cho sói ăn. Nhưng tục ngữ nói mới hay làm sao, là tai họa lưu lại ngàn năm. Văn Xuân Minh tuy rằng bị thương rất là nặng nhưng lại không có mất mạng. Lúc y đang nằm ở trên mặt đất lết chút hơi tàn thì gặp được nhân mã của Thị Vương. Thị Vương thấy y ăn mặc quân trang của quân Tề Dịch, liền sai người sót người của y, tìm được bức họa của Ân Tịch Ly mà y vẫn mang ở trên người. Thụy Vương cảm thấy người này có thể lợi dụng được, liền sai người cứu sống y. Văn Xuân Minh hiển nhiên hận Tề Dịch thấu xương, liền thề nguyện trung thành với Thụy Vương. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, y nhận ra cách con người này có hứng thú với hoàn toàn bất đồng với Tề Dịch. Trong quan niệm của Tề Dịch thì đại trượng phu cần phải định thiên lập địa, cho nên ông ta không trông mong gặp phải một kẻ như y. Còn Thị Vương thì khác. Trong mắt của lão ta, kẻ không khôn ngoan, không tham độc thì không phải là trượng phu. Văn Xuân Minh là kẻ tâm địa rắn rết, sau khi được cứu mạng thì tìm cách hành sự quỷ quái, không từ thủ đoạn, quả thật rất hợp khẩu vị với Thị Vương, trở thành tham mưu của lão ta. Lần này, sự việc đàn rắn sắp xếp thành hình rồng chính là ý tưởng của Văn Xuân Minh nghĩ ra để lấy lòng Thụy Vương. Nhưng thật ra, việc Văn Xuân Minh ra kế cho Thụy Vương còn có một ý đồ khác.